Xin chào bạn, tôi đang tiến hành là thử nước ở cái bồn cầu 769 của Toto. Cái mẫu này thì dùng chế độ xả là Torado và không có lỗ đẩy Z ha. Thì tôi sẽ tiến hành xả đại để chúng ta xem qua cái đường nước hoạt động của lò bồn cầu như nào ha. Thì tôi thấy cái hiệu quả của cái xả nước nó rất là tràn rất là nhiều trong cái khu vực này, rất nhiều. Nó làm cho là cuốn chất thải nó sẽ hay nằm cái khu vực này là sẽ rũ trôi được. Thì theo tôi thấy cái hiệu quả của cái mẫu mới này là rất là cao. Thì sản phẩm 769 này thì cũng được kết hợp với rất là nhiều nắp khác nhau. Quý khách cần mua cái sản phẩm này có thể liên lạc chúng tôi theo số điện thoại dưới cùng video clip, hoặc là click vào cái trang tdem.vn ha.